chào cả nhà mình nha. Đây là đoạn đường mình đi về Thạnh Hóa nè, về miền Tây nè. Ở đây nó có cái dòng xây nè. Xa xa phía trước là mình thấy có cái bảng cấm rẽ trái không cả nhà. Đó. 340m cấm rẽ trái, tức là ngay đó, ngay dưới chân cầu Đức Hòa đó. Mình đi xuống về miền Tây là mình không có được rẽ trái ở phía trước. Mình phải đi vòng xuống đây nè. Vòng xuống đây để mình vẹo qua cái đường này đi dưới cái giả cầu. Mặt trời mọc thì bữa nay là sẽ quay mặt trời mọc cho cả nhà mình ngắm đỡ nha cả nhà. Có nhiều anh em chắc ở trong nhà lâu lắm rồi không có thấy mặt trời.